Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình chia sẻ các bạn cái version Adobe 25.0 thì hiện tại đã update lên bản 25.0 chuẩn bị cho phiên bản Photoshop năm 2024. Rồi thì rất tiếc đây là một cái bản beta nên rất là hạn chế cho một số bạn khi mà trải nghiệm ha. Rồi bây giờ mình sẽ review một vài tính năng trên Photoshop bản beta update version 25.0 bản thử nghiệm. Thì mình chỉ thấy có một vài cái tính năng mới mình đang sử dụng thì mình thấy nó hiệu quả nên mình chia sẻ với các bạn ha. Thì trên màn hình các bạn thấy đây là một trong những cái update mà mình sử dụng, mình thấy nó chỉ mới ở chỗ đó là cái phần crop ảnh thôi, công cụ crop tool. Thì ở đây nó hỗ trợ chúng ta thêm hai cái lệnh. Thì nếu như các bạn đang xài cái bản chính thức của 2023 thì nó update cái version 24.7 thì nó có thêm một cái lệnh này ha. Thì còn cái lệnh mà mới trên bản 25 á, thì nó sẽ có thêm cái lệnh này AI Renderability đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái lệnh trên đây thì nó hỗ trợ chúng ta, nói chung là AI tự động nói phông thôi chứ không có cái gì đặc biệt ha, nhưng mà nó hỗ trợ chúng ta trong rất là nhiều trường hợp chúng ta gấp khổ xong thì nó sẽ tự động nó tách phông cho chúng ta hoặc nó kéo phông chúng ta. Đây thí dụ như tấm ảnh này, bây giờ mình sẽ gấp ra đi. Bây giờ mình đang chọn lệnh Enter đi ha. Đó. Cái lệnh này thì bắt buộc chúng ta phải nhấn Enter thì nó sẽ tự động nó làm. Nhưng mà cái lệnh này á mình thấy nó nhanh hơn, nhưng mà cái chế độ mà xóa phông của nó nè, các bạn thấy nối phông của nó nè rất là xấu. Đó. Còn bây giờ mình sẽ test cái AI. Bây giờ mình sẽ test cái AI Render Fill thì nó sẽ thông minh hơn ha. Bây giờ mình sẽ test. Thì trong update này thì mình thấy nó chỉ hỗ trợ chúng ta như vậy thôi. Nếu như các bạn nào đang xài các bản version 23 thì các bạn 2023 thì nó update cái thêm một cái lệnh đó vào trong cái lệnh crop thôi chứ không có gì đặc biệt ha. Rồi đương nhiên rồi, cái lệnh của AI thì lúc nào nó cũng làm sạch và đẹp hơn ha, gấp khổ rất là đẹp. Nó thêm những cái tính năng cho chúng ta, đặc biệt đó là nó hỗ trợ chúng ta thêm những cái hình khác nhau nữa ha, thêm ba cái sự lựa chọn cho chúng ta nối phông rất là hay. Thì trong lần update này thì AI của chúng ta nó hỗ trợ thêm là chúng ta có thể bỏ delete trực tiếp trên cái file ảnh demo luôn, nên chúng ta không thích cái tấm nào chúng ta bỏ đi thì nó đỡ rối hơn ha. Rồi ok, vậy thì mình sẽ test tiếp cho các bạn một số cái ảnh nữa. Bây giờ mình sẽ rớp bỏ nó, bỏ cái mình lấy cái khuôn mặt này đi, rồi sau đó mình sẽ bung nó lên, mình thử làm khó nó chút xíu đi ha. Thì ứng dụng của nó trong cái trường hợp cắt khổ thì mình hay sử dụng nhiều thì mình có thể cắt khổ nó, mình không mất công phải kéo cảnh nha. Đó ok. Đây các bạn, thì đây là cái file mà nó làm cho chúng ta nè, cũng khá là đẹp ha, nó tái tạo lại cái tóc mới luôn. Rồi thì để cho tiện các bạn so sánh thì đây là cái file mà AI nó tạo nè, đó ha. Còn đây là cái file gốc, bên đây là cái file gốc, các bạn thấy nó tái tạo lại cái áo ha, rất là hay. Trong trường hợp này thì cái crop khổ AI nó giúp chúng ta nè, rất là tuyệt vời ha. Thì trong những cái trường hợp khác nhau thì nó sẽ tái tạo những cái khung ảnh tương tự. Mình thấy trong cái lần update này khá là hoàn hảo đối với một số trường hợp. Rồi bây giờ mình sẽ test những cái file ảnh khác đi để cho các bạn dễ hình dung hơn. Đây cái file ảnh này thì mình sẽ cũng tương tự như vậy thôi, mình góp cho nó nối cảnh nhiều trường hợp đa dạng. Mình nghĩ trong lần update này thì AI sẽ hỗ trợ cho chúng ta ngày một hoàn hảo hơn. Nếu như các bạn nào quan tâm thì có thể sử dụng bản beta này để trải nghiệm trước khi mà chuẩn bị ra cái bản chính thức trong năm nay ha. Đó ok, thì mình khá là hài lòng đối với những cái khung cảnh mà cái Renderfill cắt khổ này nó hỗ trợ chúng ta ha, ra ảnh rất là chi tiết và đẹp. Nói chung là nói cảnh như vậy là quá tuyệt vời rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ra lệnh. Ngoài ra chúng ta cũng có thể cắt khổ sai và chúng ta ra một cái lệnh cho nó để cho nó tự tạo cho mình một cái cảnh mới luôn nha. Bây giờ mình sẽ ra một cái lệnh kết hợp. Ok, để xem cái phần mềm của chúng ta nó hỗ trợ như thế nào trong cái trường hợp này. Thì đây là cái lệnh của mình. Cái lệnh giống như là mình muốn cho nó là một cái ra một cái hậu cảnh, giống như là những cái tiền cảnh để che cái chân của cái ảnh này ha. Thì đây là một trong những cái lệnh được update mới nhất. Thì mình thấy nó cũng
khá là đẹp ha. Đó, nói chung là nó tạo cho mình một cái khung cảnh mới dựa theo những cái lệnh mà mình đã ra, thì AI nó sẽ hiểu và nó tạo ra cho mình. Rồi thì đây là một trong những update được cải tiến, trong thời gian sắp tới sẽ có bản chính thức, hy vọng sẽ có bản chính thức sớm để giúp các bạn có thể trải nghiệm những cái tính năng mới trên cái Adobe Photoshop phiên bản mới này. Thì đây là cái những cái tính năng mới mình vừa chia sẻ các bạn trong cái video này. Nếu các bạn nào quan tâm thì có thể ứng dụng và sử dụng bản beta ở trên trang chủ của Adobe. Thì đây là một trong những cái phần mềm mà hiện tại chỉ mang tính chất demo thôi ha. Khi nào có bản chính thức thì mình chỉ chia sẻ với các bạn trên cái kênh này sớm nhất. Rồi, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.